Khu phố Chinatown ở thành phố Sydney của Úc đã trở nên vô cùng náo nhiệt vào cuối tuần qua khi mọi người có mặt để chào đón Tết Giáp Thìn. Người dân địa phương cũng như sinh viên nước ngoài đã đến và tận hưởng khung cảnh âm thanh của dịp Tết trên đường phố. Đoàn múa lân đã biểu diễn những điệu múa kinh điển. Mưa cũng không ngăn được người dân đắm mình trong bầu không khí nô nức này. Thành thật mà nói, trong vài năm qua có rất nhiều điều xảy ra trên thế giới và không phải tất cả mọi thứ đều tích cực. Chúng tôi hy vọng rằng năm rồng sẽ mang lại sự thay đổi tích cực. Tết Nguyên Đán ở Sydney sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 và sẽ có nhiều sự kiện khác nhau, bao gồm chợ đêm, biểu diễn âm nhạc và đua thuyền rồng.